Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của Vinh LR7 và ProSA Việt Nam. Và trước mặt tất cả quý vị và các bạn đây, chúng tôi đang có mặt ở trong một cái phòng, đây gọi là phòng demo của chúng tôi. Hiện tại tất cả các quý vị khách hàng cũng như tất cả các đối tác mà khi đến tham quan chúng tôi đang có cái phòng demo này. Và cái phòng demo này là giúp cho tất cả quý vị và các bạn sẽ đến đây và trải nghiệm được chất âm của hệ thống của âm thanh của chúng tôi. Nếu như bất cứ một nhà đầu tư nào mong muốn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh thì tất cả quý vị có thể đến đây để trải nghiệm cái hệ thống âm thanh đó. Như các đơn vị khác thì ví dụ như anh muốn lắp đôi loa này đúng không ạ? Thì đôi khi là anh không muốn được gọi là chưa được trải nghiệm chất âm nó ra sao đúng không ạ? Nhưng với chúng tôi đang có những hệ thống phòng demo cinema này, hệ thống phòng karaoke này, hay là những cái hội trường có thể thử được cả hệ thống dàn light array. Nên chúng tôi có đầy đủ các hệ thống phòng demo để thử cho tất cả các quý vị khách hàng mong muốn sở hữu bộ dàn âm thanh như thế nào đấy, thì chúng tôi sẽ có đủ các bộ phòng demo để thử trải nghiệm cho tất cả quý vị của các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang mong muốn review đến tất cả các bạn đây, trước mặt các bạn đây, đó chính là sản phẩm Nexo, đúng không ạ? Đây là một sản phẩm gọi là phải là giữ gìn rất cẩn thận đấy. Nên là trước khi mà chúng tôi mang cái sản phẩm đến đây là anh em kỹ thuật là phải gọi là phải lót hết găng tay vào để gọi là để làm sao nó không xước sát một tí nào cả đấy. Nhưng các bạn có thể biết rằng là một đôi loa này thôi đúng không ạ, nó có thể bằng một cặp loa đúng không ạ, hơn cả con SH rồi đúng không ạ. Nên là con SH chúng ta hàng ngày chúng ta phải rửa liên tục như vậy đúng không ạ. Nhưng cái đôi này là chúng ta cũng phải là hết sức là cẩn thận, nên là bản thân tôi cũng không dám sờ nhiều, để sờ nhiều là trước. Đây, trước mặt tất cả quý vị và các bạn đây, chúng tôi sẽ bắt đầu review cũng như là thử lại toàn bộ cái chất âm của hệ thống Nexo PS10. Nếu như tất cả quý vị và các bạn đã hay theo dõi kênh của chúng tôi thì các bạn có thể thấy rằng là thời gian cách đây không lâu chúng tôi đã có lắp một phòng gia đình, lắp PS10 và LED 600 đúng không ạ? Hay là quán bar ở Hải Phòng đúng không ạ? Lắp toàn bộ hệ thống là PS10, những loa bé tí này đúng không ạ? Nhưng mà đánh vũ trường nhá, chứ không phải là đánh karaoke gia đình đâu ạ. Nên là những dòng loa Nexo này nó có một cái gì đấy, nó rất nhỏ con nhưng mà nó lại rất là gọi là cơ bắp. Nhìn thì rất nhỏ con nhưng mà cơ bắp của nó thì rất là lớn. Đánh karaoke với những dòng loa bình thường thôi thì chúng ta đánh karaoke mà bắt 25 là cũng phải là phải cân đối đúng không ạ? Nhưng với Nexo thì sao? Karaoke thì quá nhẹ nhàng. Nhưng mà vào ba vũ trường quánh từ sáng đến tối và áp lực toàn trên 110 nhưng vẫn chạy bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống driver của Nexo nó đang sử dụng hệ thống driver mà hàng đầu thế giới. Hàng đầu thế giới, tất cả các linh kiện của các sản phẩm này đều là những cái chất lượng nó phải là hàng đầu của thế giới. Nên là khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống âm thanh của hệ thống này á, thì khả năng chúng ta hàng ngày sử dụng là 3-4 đúng không ạ? Nhưng họ sản xuất là sản xuất 10, thì hàng ngày sử dụng là 3-4 đúng không ạ? Nhưng mà cái tiêu chuẩn họ sản xuất là sản xuất 10. Nên tại sao nó vừa bền, nó vừa hay đúng không ạ? Nó giữ được chất âm chạy khoảng 3-4-5 năm thì chất âm vẫn còn nguyên đúng không ạ? Và trước mặt các bác đây đó chính là Nexo PS10. Đấy, không biết là các bạn kỹ thuật có thể zoom sát đến cái này để chúng ta có thể là cho các bạn xem được không? Đây, trước mặt các bác đây đó chính là cổng sau của con Nexo PS10. Không biết là ở đây cái phòng khán phòng này thì nó thiên về phòng demo nên là nó không ánh sáng nó không được rõ ràng cho lắm đúng không ạ? Đấy, đã bảo công ty đầu tư ánh sáng mà bảo mãi để xuất mãi mà chả không mãi không có ánh sáng rõ ràng, các bác cùng xem. Không biết là các bác có nhìn rõ ở đây không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có thông số là Made in France, tức là sản phẩm này chúng ta sản xuất tại Pháp, tức là với một thương hiệu Nexo của Pháp và sản xuất tại Pháp thì rất là ok. Nó không giống như một số sản phẩm là thương hiệu của Mỹ nhưng sản xuất tại Canada hay sản xuất tại Trung Quốc, nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Ví dụ sản phẩm For Acoustic là một thương hiệu của Đức và sản xuất tại Đức thì nó tiêu chuẩn nó khác hoàn toàn với giống kiểu như là thương hiệu của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc hay sản xuất tại đất nước nào đấy đúng không ạ? Nhưng với sản phẩm này Nexo thì là thương hiệu của Pháp và sản xuất tại Pháp luôn. Đó, thì cái tiêu chuẩn nó được đóng kín và mọi thứ cái tiêu chuẩn nó rất là cao. Nexo PS10. Và hiện tại thì ở đây thì chúng ta đang có những cái hệ thống là 1 cộng hệ thống này chúng ta sẽ ăn là 2 cộng 2 trừ nhỉ? Dạ, chắc quá. Đây. Với cái hệ thống Newtrick của tất cả các khác thì họ sẽ ăn là 1 cộng 1 trừ, nhưng mà riêng với Nexo thì chúng ta sẽ ăn là 2 cộng 2 trừ, đúng không ạ? 2 cộng 2 trừ, không biết là có zoom được không? Thôi, cái này thì không quan trọng lắm. Cái này dành cho các bạn kỹ thuật thôi, chứ không dành cho khách hàng. Mà chúng ta clip này chúng ta đang quay cho các bác khách hàng xem đúng không ạ? Quay khách hàng xem thì các bác khách hàng thì các bác không quan tâm cái này đúng không ạ? Các bác chỉ quan tâm là bật lên nó kêu và nghe hay là được,
chứ còn cái đấu nối này là dành cho các bạn kỹ thuật phải đảm nhiệm phụ này. Nhưng mà với hệ thống Newtrix này chúng ta sẽ ăn là 1, 2+, 2-, đúng không ạ? Ok. Vừa nãy thì vừa có trình bày với các bác về cái phần sau của con Nexo này. Với dòng loa PS10 này chúng ta có thể làm karaoke bar, và đặc biệt là chúng ta, các bác nhìn có thể nhìn cái vát này thì chúng ta có thể làm loa monitor rất là ok. Tôi có quen một người DJ rất nổi tiếng ở thế giới. Thì cái đồ nghề của anh ấy đó là một cái tai nghe và đôi PS10, chính là đôi này. Tức là khi anh ấy đi đánh DJ một cái vũ trường nào đó ấy, thì anh ấy xách theo đôi PS10. Và cái hệ thống loa monitor dành cho DJ ấy, anh ấy yêu cầu gỡ xuống và cắm PS10 lên. Tức là người khách hàng hay mọi người nghe âm thanh nào thì anh ấy không quan tâm. Nhưng anh chỉ quan tâm là cái đôi monitor, tức là anh ấy nghe trực tiếp ấy, là anh phải nghe bằng PS10 của Nexo. Đó, đó là một người DJ khá là thú vị, đúng không ạ? Đi đâu đó, đi công tác ở bất cứ đất nước nào thì anh đều xách theo đôi PS10 để anh làm đôi monitor. Tức là anh ấy phải nghe hệ thống của Nexo, còn tất cả mọi người khác nghe hệ thống nào, đó là tùy, đúng không ạ? Ok, đây là Nexo PS10. Đó, các bác thấy sao ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đường nét rất sắc nét đúng không ạ? Ok, chúng ta tiếp tục xuống hệ thống dưới. Trước mặt các bác đây, đó là hệ thống loa sub của Nexo, đó là LS600, đó là bass 40. Chúng ta có LS400, đó là bass 30, LS600 là bass 40, đó là bass 40, và LS18, đó là bass 50. Đó, ngoài ra chúng ta có rất nhiều hệ thống khác nữa. Nhưng ở đây em đang muốn giới thiệu cho các bác về một cái con sub của Nexo, chất âm thì gọi là quá đẳng cấp luôn. Với hệ thống Nexo thì các bác có thể xem thì nó thiết kế một cách hết sức đơn giản, đúng không ạ? Không hoa mỹ, không có gì đấy quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đúng không ạ? Hay các bác nhìn có thể nhìn đơn giản với những cái hệ thống siêu xe ấy, nó hết thiết kế hết sức đơn giản. Nhưng nó tập trung vào công năng, nó tập trung vào những cái giá trị, đúng không ạ? Thì tất cả cái dòng sub của Nexo này thì cái vẻ ngoài của nó thiết kế hết sức đơn giản, nhưng mà cái phía trong của nó lại chứa đựng những nội lực rất kinh khủng. Với những người setup mà âm thanh mà gọi là gà đi, đúng không ạ? Sẽ là âm thanh và mới vào nghề đi thì động đến hệ thống Nexo thì chỉ cần một cách hết sức đơn giản là có thể ra chất luôn, bởi vì bản chất của chất âm của Nexo đã mặc định đã hay rồi, tức là cắm vào cắt đúng cái lựa chọn đúng cái thông số của Nexo bật lên là hay luôn, khỏi cần phải setup nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà đương nhiên cái hệ thống mà không hay mà kỹ thuật mà set hay thì đó cũng là người pro, đúng không ạ? Nhưng mà đã hay rồi mà lại setup còn hay nữa, kỹ thuật còn setup còn hay nữa thì nó còn ra chất nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Ok, từ nãy giờ trình bày hơi nhiều, không biết là các bác có sốt ruột không? Bây giờ thì em cùng các bác sẽ trải nghiệm chất âm thực tế của sự kết hợp của LS600 và PS10. Ok không ạ? Ok, xin mời các bác cùng nhau trải nghiệm chất âm của LS600 và PS10. Ok, xin mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của nó. Đó. Các bác cảm nhận sao ạ? Wow, đây là có một chiếc loa rồi đấy ạ. Một chiếc loa và một chiếc sub. Các bác để ý kỹ chất âm của Nexo thì rất chi tiết, rất sáng, rất sạch, đúng không ạ? Ok, có thể to lên một tí nữa được không? Rồi. Những cái giải cao nó thể hiện rất tốt, nó đúng chất như là một dòng loa high end, thể hiện rất chi tiết, rất rõ ràng. Xin mời các bác trải nghiệm một đoạn. Và mùa xuân đó là chất âm các bác đang nghe đó là chỉ là của một chiếc PS10 các bác nhé. Ok, em alo lại anh thử xem. Alo, 1, 2. Alo. Quá tuyệt vời đúng không ạ? 4, 5, 6, 7. Đây là chất âm của một chiếc đấy ạ.
Và mùa xuân đó có em thì xuân dần đến. Em không biết xuân về đúng nào, lời kinh đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Ok, có lẽ qua một cái chút thời gian vừa qua thì các bác cũng đã cảm nhận thấy được cái dòng loa của Nexel nó chất cỡ nào, đúng không ạ? Có lẽ thì qua một chút cái thời gian và qua cái kênh truyền thông YouTube này thì các bác cũng có thể là cảm nhận rõ rệt được cái dòng loa này nó như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà em ước gì các bác đang ở khán phòng này để trải nghiệm chất âm của Nexel thì các bác có thể thấy rằng là một thương hiệu nằm trong top 5 của thế giới về chất âm, về độ hay, đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời. Thể hiện chi tiết, giải mic, đặc biệt là những giải mic 2 thì gọi là quá là tuyệt vời luôn. Kết hợp cùng với hệ thống sub của Nexel nữa thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, hy vọng thời gian vừa qua review nhanh đến các bác một cái combo của Nexel này thì các bác cảm nhận được phần nào cái hệ thống Nexel này ra sao, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo.